Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình Thời sự trưa nay, thứ hai, ngày 24 tháng 8 năm 2015. Phần đầu chương trình có những nội dung chính sau. Vĩnh Long đẩy mạnh phong trào thi đua Ái Quốc. Dũng Liêm phát huy thế mạnh chăn nuôi bò. Tin trong nước. Đến cuối tháng 6 năm 2015, nợ xấu ngân hàng toàn quốc trên 159.000 tỷ đồng. Nhiều khởi sắc trong tiêu thụ thép và xi măng. Sau đây là nội dung chi tiết. Nhiều năm qua, huyện Long Hồ quan tâm đẩy mạnh phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tại địa phương. Qua thực hiện phong trào, huyện Long Hồ có 56 tập thể và 305 cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng chống tội phạm, được các cấp các ngành biểu dương khen thưởng. Đến nay, huyện xây dựng được 11 mô hình phòng chống tội phạm có hiệu quả. Điển hình như các mô hình cổng an ninh trật tự, quản lý giúp đỡ người chấp hành xong án phạt tù tái hòa nhập cộng đồng, phối hợp cảm hóa giáo dục học sinh có nguy cơ vi phạm pháp luật và mắc các tệ nạn xã hội trong trường học. Thời gian tới, Công an huyện Long Hồ tiếp tục tăng cường công tác nắm tình hình, kịp thời phát hiện, đấu tranh ngăn chặn mọi âm mưu phá hoại của các thế lực thù địch, quản lý chặt đối tượng, địa bàn, mục tiêu trọng điểm, không để xảy ra điểm nóng về an ninh trật tự, tăng cường công tác tuần tra kiểm soát, giữ gìn trật tự giao thông, củng cố và xây dựng, nâng cao chất lượng hoạt động lực lượng nòng cốt phong trào, tuyên truyền giáo dục, vận động quần chúng nhân dân tham gia phòng chống tội phạm, góp phần đảm bảo an ninh trật tự. Sáng nay, Hội Thể dục Dưỡng sinh tỉnh phối hợp cùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tổ chức tập huấn thể dục dưỡng sinh cho hơn 60 học viên là hướng dẫn viên các câu lạc bộ dưỡng sinh trong tỉnh. Học viên được đại diện lãnh đạo Hội đồng Thể dục Dưỡng sinh Việt Nam hướng dẫn lý thuyết và thực hành bài tập thể dục 7 động tác 56 nhịp, thái cực quyền 24 thức. Đây là dịp để đội ngũ hướng dẫn viên của các câu lạc bộ thể dục dưỡng sinh trong tỉnh có thêm kiến thức để làm tốt hơn việc hướng dẫn tập luyện tại các câu lạc bộ dưỡng sinh cơ sở. Ban từ thiện Bác Ái Thụy Sĩ, Hội từ thiện Trung tâm Dược phẩm quận 10 thành phố Hồ Chí Minh phối hợp phòng giáo dục đào tạo huyện Trà Ôn vừa khánh thành và bàn giao một phòng học cho trường mầm non điểm ấp Mỹ Hưng, xã Thiện Mỹ. Công trình có diện tích trên 45 m2, được xây dựng theo quy cách cột đúc bê tông, vách tường, nền lót gạch men, mái lợp tôn. Tổng kinh phí xây dựng 230 triệu đồng do Ban từ thiện Bác Ái Thụy Sĩ tài trợ. Dịp này, Ban từ thiện Bác Ái Thụy Sĩ, Hội từ thiện Trung tâm Dược phẩm quận 10 thành phố Hồ Chí Minh đã trao 63 phần quà cho học sinh và giáo viên của trường, mỗi suất trị giá 200.000 đồng. Thưa quý vị và các bạn, đã 67 năm trôi qua kể từ khi Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua Ái Quốc. Đến nay, thi đua yêu nước luôn là nhân tố quan trọng, khơi dậy mạnh mẽ tinh thần yêu nước của mọi người để cùng nhau đoàn kết vượt qua khó khăn, gian khổ, giành thắng lợi trên mọi lĩnh vực. Qua 5 năm tiếp tục thực hiện đổi mới và đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, tỉnh Vĩnh Long đã phát động và tổ chức nhiều phong trào thi đua thiết thực, góp phần đưa kinh tế xã hội tỉnh nhà phát triển. Lấy lời dạy của Bác, thi đua là yêu nước là phải thi đua, làm kim chỉ nam cho hoạt động. Nhiều năm qua, Công ty Cổ phần Mai Vĩnh Tiến luôn là một trong những đơn vị điển hình tiêu biểu trong việc áp dụng thi đua để động viên đội ngũ công nhân hăng say lao động, tăng năng suất chất lượng sản phẩm. Nhờ thực hiện tốt các chế độ chính sách, thi đua khen thưởng hàng tháng, quý và năm. Nhờ đó, hơn 2.100 công nhân lao động công ty đều cố gắng hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất trên 4 triệu sản phẩm may mặc xuất khẩu mỗi năm, với doanh thu hơn 160 tỷ đồng. Thời gian qua, công ty tổ chức rất nhiều phong trào thi đua, từ đó làm cho công nhân chúng tôi có nhiều động lực chăm chỉ hơn trong công việc. Cuối năm tôi đạt được thành tích chiến sĩ thi đua và công ty cho tặng xe hoặc là tivi, nhờ đó mà có nhiều động lực để hoàn thành tốt mọi chỉ tiêu trong công ty đưa ra. Qua 5 năm triển khai thực hiện phong trào thi đua nước, đến nay, tỉnh Vĩnh Long có hơn 2.000 đề tài nghiên cứu, sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được ứng dụng vào quản lý, sản xuất kinh doanh, đạt nhiều kết quả phấn khởi. Đáng chú ý là vận động các tầng lớp nhân dân xây dựng được 12 xã nông thôn mới, thực hiện tốt an sinh xã hội và kéo giảm tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh xuống còn 3,54%. Từ thực tiễn phong trào, đến nay đã có gần 27.800 tập thể cá nhân điển hình tiêu biểu trong tỉnh, được Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh vinh danh khen thưởng. Chủ trương của tỉnh sẽ tập trung và đổi mới cách là tích cực toàn diện về nội dung thi đua cũng như là cái phương thức tổ chức thực hiện. Về nội dung thì tất cả các hoạt động thi đua phải gắn liền với các nhiệm vụ chính trị, nhiệm vụ cụ thể của từng đơn vị, từng vị trí công tác. Trong cái khen thưởng thì cũng phải gắn liền cái khen thưởng một cách rất kịp thời. Chúng tôi đặc biệt quan tâm tới cái hướng về cái lao động sản xuất ở cơ sở, nhất là các hoạt động sáng tạo của những người công nhân, những người nông dân, những người là giáo viên, thậm chí là những vận động viên. Chúng tôi cũng hy vọng rằng những điển hình, những cá nhân, những tổ chức sẽ là những tấm gương tiêu biểu, tạo sự lan tỏa mạnh để tạo cái phong trào. Tiếp tục thực hiện lời dạy của Bác, càng khó khăn càng thi đua. Trong giai đoạn mới 2015-2020, trên tinh thần đoàn kết, sáng tạo, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tỉnh Vĩnh Long tiếp tục không ngừng đổi mới công tác thi đua khen thưởng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ hơn về nhận thức, nhất là cấp ủy đảng, chính quyền, thủ trưởng cơ quan, đơn vị. Qua đó, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội đại biểu tỉnh Vĩnh Long lần thứ 10, nhiệm kỳ 2015-2020. Từ đầu năm đến nay, do nhu cầu nhập khẩu gạo của thế giới có xu hướng giảm, và gạo Việt Nam phải chịu sự cạnh tranh ngày càng gay gắt với các nước xuất khẩu lớn, khiến các thị trường truyền thống ngày càng bị thu hẹp, nên tác động đến kim ngạch xuất khẩu chung của tỉnh Vĩnh Long. Theo số liệu thống kê, tổng kim ngạch xuất khẩu 8 tháng của tỉnh ước thực hiện được 181,5 triệu đô la Mỹ, giảm 6,9% so với cùng kỳ năm 2014 và chỉ đạt hơn 55% kế hoạch năm. Nguyên nhân là có 3 trên 9 mặt hàng xuất khẩu bị giảm kim ngạch nhưng đã kéo giảm tổng kim ngạch xuất khẩu chung đến 19,75 điểm phần trăm so với cùng kỳ. Trong đó đáng kể nhất là gạo giảm 69,7% về sản lượng và giảm 74,29% về giá trị. Thủy sản giảm 24,36% và nguyên phụ liệu dệt may, da giày giảm 10,42%. Tuy nhiên, trong 8 tháng qua, tỉnh Vĩnh Long vẫn có 6 trên 9 mặt hàng tăng về kim ngạch xuất khẩu như hàng rau quả tăng 41,68%, hàng dệt may tăng 59,87%, hàng thủ công mỹ nghệ tăng 17,31%, hàng giày da tăng 5,01%. Tuy nhiên, do các mặt hàng này chiếm tỷ trọng không lớn nên không thể bù đắp được mức sụt giảm do ảnh hưởng của các mặt hàng chủ lực nói trên. Nhằm nâng cao hiệu lực và hiệu quả công tác quản lý nhà nước đối với hoạt động kinh doanh bán lẻ và bán buôn sản phẩm rượu, tỉnh Vĩnh Long đang quy hoạch hệ thống kinh doanh bán lẻ và bán buôn sản phẩm rượu trên địa bàn. Hiện trên địa bàn tỉnh có gần 2.700 cơ sở sản xuất rượu và hơn 3.250 cơ sở bán buôn bán lẻ rượu đang hoạt động. Trong số này, chỉ có 276 cơ sở được cấp phép hoạt động theo quy định. Tổng lượng rượu tiêu thụ trên toàn tỉnh ước đạt gần 10.700.000 lít một năm. Trong đó, thị trường nông thôn chiếm khoảng 60%. Điều này cho thấy, phần lớn cơ sở sản xuất kinh doanh rượu chưa được cấp phép và số lượng vượt xa con số cho phép tại Nghị định số 94/2012 của Chính phủ. Vì vậy, chất lượng rượu là vấn đề đáng lo ngại. Hiện tỉnh Vĩnh Long đang quy hoạch lại hệ thống kinh doanh rượu với số lượng giấy phép bán buôn rượu không quá 11 giấy phép và bán lẻ không quá 1.121 giấy phép đến năm 2020, nhằm từng bước xây dựng sắp xếp lại hệ thống bán buôn bán lẻ sản phẩm rượu hợp lý, hạn chế kinh doanh tự phát, kinh doanh không có giấy phép, kiểm soát việc sử dụng rượu, góp phần tạo dựng môi trường xã hội an toàn, lành mạnh, giảm thiểu và phòng ngừa tác hại lạm dụng rượu và bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. Những năm gần đây, do ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, dông lốc và triều cường thường xảy ra nên gây ảnh hưởng đến sản xuất cũng như sinh hoạt của nhiều hộ dân trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long. Theo Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh Vĩnh Long, từ đầu năm đến nay, gió mạnh và mưa lớn đã làm sập 24 căn nhà, gây tốc mái 77 căn khác và gây thiệt hại cho 1,8 hectare rau màu các loại. Ngoài ra, trên địa bàn tỉnh còn xảy ra 8 điểm sạt lở có tổng chiều dài hơn 300 m, gây ảnh hưởng lớn đến đời sống sinh hoạt của nhiều hộ dân trong khu vực. Ước tổng thiệt hại do các loại thiên tai gây ra trên 857 triệu đồng. Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các huyện kết hợp ngành chức năng hỗ trợ khắc phục được gần 67 triệu đồng cho những hộ bị thiệt hại do thiên tai gây ra. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp, 5 năm qua, qua việc phát huy thế mạnh trên cây màu, huyện Dũng Liêm còn đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nhất là đàn bò. Đến nay, đàn bò của huyện không ngừng tăng lên về số lượng lẫn chất lượng, góp phần giúp người dân tăng thu nhập, ổn định đời sống. Năm 2005, từ số tiền bán lúa, ông Trương Văn Cường ở ấp Hiếu Liên, xã Hiếu Thành mua một con bò lai xiên về nuôi. Nhờ chăm chỉ, biết áp dụng kỹ thuật trong chăn nuôi, nhất là việc lai tạo giống mới, nên từ một con bò ban đầu, nay ông Cường phát triển đàn bò của mình lên 5 con, sinh sản đều đặn mỗi năm, gia đình từ đó có thêm thu nhập. Tôi cũng tận dụng vòng cỏ để trồng, thì mỗi năm tôi lợi nhuận hơn cái làm lúa nhiều. Mới đầu xin, từ ở đầu nâng lên cái lai bô của Pháp, nâng đàn bò lên, từ từ lai hoài lên mới có năng suất nhiều hơn. Một năm tôi cũng kiếm được 10 mấy 20 triệu. Không riêng gì xã Hiếu Thành mà hiện nay hầu hết các xã trên địa bàn huyện Dũng Liêm đều có số lượng đàn bò phát triển mạnh. Xã Trung Thành Đông hiện có 1.500 con bò. Đây là một trong những xã có tỷ lệ hộ nghèo cao, nhưng nhờ phát triển chăn nuôi bò mà đến nay nhiều hộ vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng. Mình thấy cái hiệu quả lợi nhuận của nó, cho nên tôi mới so ra việc chăn nuôi đó là nó phải lợi nhuận gấp 3 lần làm lúa. Vì tôi thu hoạch coi như là hàng năm đó, là coi như là mỗi năm tôi phải ra là 6 con bò bê con, thì tính ra cái lợi nhuận tôi từ 80 tới 100 triệu trong một năm. Việc chăn nuôi bò đã góp phần tích cực ổn định đời sống, tăng thu nhập cho người dân, đặc biệt là thực hiện tốt công tác giảm nghèo trên địa bàn của xã. Kết quả là tỷ lệ hộ nghèo của xã trước khi thực hiện đề án phát triển đàn bò thì tỷ lệ hộ nghèo hơn 7%, đến nay đã được kéo giảm xuống dưới 4%. Đến thời điểm hiện tại, toàn huyện Dũng Liêm có gần 25.500 con bò, chiếm trên 42% tổng đàn bò trên địa bàn tỉnh, với chất lượng không ngừng nâng lên. Trong đó có đến 92% giống bò lai xiên, ngoài ra còn có các giống bò mới như Charolais, Red Angus, Brahman. Huyện phấn đấu đến năm 2020 nâng số lượng đàn bò của huyện lên 35.000 con, theo chỉ tiêu nghị quyết nhiệm kỳ 2015-2020. Thứ nhất đó là cái tập trung cái giải pháp về cái chuyển giao khoa học kỹ thuật. Thì ở ngành chuyên môn, ngành nông nghiệp thì sẽ tập huấn cho bà con nông dân các cái tiến bộ về khoa học kỹ thuật trong cái lĩnh vực chăn nuôi bò, để làm sao từng hộ dân nắm vững được kỹ thuật và các cái quy trình chăn nuôi bò. Thứ hai đó là về cái công tác giống, thì đẩy mạnh công tác giống cho địa phương, những cái giống bò nó mang lại cái hiệu quả năng suất trên cái con nái nền, đó là con bò lai xiên, thì sẽ lai tạo những cái giống bò để đạt về cái năng suất thịt, về cái chất lượng và cái phù hợp với cái nhu cầu của thị trường, và đảm bảo là người dân nuôi có cái hiệu quả. Cái vấn đề thứ ba nữa là cái liên kết với các cái ngân hàng, và để tạo điều kiện cho người dân tranh thủ các cái nguồn vốn vay ưu đãi để cho người dân vay để mà phát triển sản xuất. Việc phát triển đàn bò trên địa bàn huyện không chỉ tạo điều kiện giúp người dân có thêm thu nhập, thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển, mà còn góp phần cùng với tỉnh thực hiện tốt đề án tái cơ cấu ngành nông nghiệp trong thời gian tới. Ngân hàng Nhà nước vừa cập nhật số liệu nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015. Trong bối cảnh tín dụng tăng trưởng khá mạnh, con số nợ xấu tuyệt đối phản ánh mức độ so sánh cụ thể hơn. Tính đến ngày 30 tháng 6 năm 2015, tổng dư nợ tín dụng đối với nền kinh tế đã lên tới 4.282.604 tỷ đồng, tăng trưởng 7,86% so với cuối năm 2014. Tỷ lệ nợ xấu tính đến thời điểm trên của hệ thống các tổ chức tín dụng ở mức 3,72%, giảm nhẹ so với mức 3,81% cuối tháng 3 năm 2015, nhưng tăng so với mức 3,49% tháng 1 năm 2015. Như vậy, tỷ lệ nợ xấu 3,72% tính đến cuối tháng 6 năm 2015 là mức độ phản ánh sát thực hơn chất lượng tín dụng của hệ thống so với các con số báo cáo trước đây. Ứng với quy mô tổng dư nợ cùng thời điểm tháng 6 năm 2015, con số nợ xấu tuyệt đối là 159.313 tỷ đồng. Bên cạnh 159.313 tỷ đồng nợ xấu theo báo cáo của các tổ chức tín dụng, tính đến cuối tháng 6 năm 2015, lượng trích lập dự phòng rủi ro còn lại của hệ thống cũng đã đạt ở mức 89.672,7 tỷ đồng. Cùng với sự phục hồi của thị trường bất động sản, hoạt động xây dựng sôi động hơn nên ngành thép và xi măng đã được hưởng lợi trực tiếp. Mặc dù xuất khẩu hai loại vật liệu này chưa hết khó khăn nhưng tiêu thụ nội địa đã có nhiều khởi sắc. 7 tháng đầu năm 2015, ngành xi măng đã tiêu thụ được xấp xỉ 40 triệu tấn, bằng 110% so với cùng kỳ năm 2014, đạt 57% kế hoạch năm 2015. Tương tự xi măng, ngành thép cũng có nhiều tín hiệu tích cực. Đến cuối tháng 7 năm 2015, đã có hơn 3,5 triệu tấn thép xây dựng được tiêu thụ, tăng đến hơn 28% so với cùng kỳ năm 2014. Theo Hiệp hội Thép Việt Nam, do giá thép phế liệu và phôi thép thế giới vẫn đang tiếp tục trên đà suy giảm, nên giá thép trong nước cũng được điều chỉnh giảm theo. Do vậy, các doanh nghiệp xây dựng trong nước sẽ được hưởng lợi. Mặt khác, lĩnh vực kinh doanh bất động sản đứng thứ hai về thu hút vốn FDI với tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm là 1,69 tỷ đô la Mỹ tính đến tháng 7 năm 2015 đã góp phần giúp sản lượng thép tiêu thụ tăng cao. Thưa quý vị và các bạn, đã có nhiều vụ tai nạn thương tâm do phương tiện sử dụng còi hơi gây ra. Thế nhưng thời gian gần đây, dư luận xã hội rất lo lắng trước thông tin tại các cửa khẩu có nhiều loại xe tải cỡ lớn gắn còi hơi trên nóc cabin nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam. Trong 7 tháng đầu năm nay, xe tải lắp còi hơi nhập khẩu từ Trung Quốc về Việt Nam tăng nhanh với số lượng khoảng 14.000 xe. Dọc các tuyến quốc lộ, thậm chí ở cả trong thành phố, nhiều lái xe tải container đều gắn chiếc còi hơi liên tục bấm còi inh ỏi. Theo quy định giải âm lượng đối với còi từ 90 đến 115 decibel, nhưng trên thực tế âm lượng của những chiếc còi hơi lưu thông trên đường cao gấp nhiều lần cho phép. Hiện các quy định của pháp luật điều chỉnh đối với người tham gia giao thông vi phạm hành vi sử dụng còi, thiết bị âm thanh không đúng quy định khi tham gia giao thông đã đảm bảo điều kiện để xử lý, nhưng thực tế không phải lúc nào cũng xử lý được người vi phạm. Đây chính là điều các cơ quan chức năng cần quan tâm và hơn thế là nhất thiết phải đẩy mạnh hơn nữa vấn đề tuyên truyền văn hóa giao thông với các chủ phương tiện giao thông khi sử dụng thiết bị còi. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự trưa của Đài Truyền hình Vĩnh Long. Liên tục chương trình là phần tin quốc tế với những nội dung chính như sau. Liban triển khai quân đội đến thủ đô Beirut nhằm lập lại an ninh sau khi các cuộc biểu tình bạo động phản đối chính phủ bước sang ngày thứ hai liên tiếp. Sáng nay, chứng khoán Trung Quốc tiếp tục giảm điểm mạnh trong bối cảnh giới đầu tư lo ngại về tình trạng phát triển trì trệ của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới. Nhóm nhảy hip hop đặc biệt với các vũ công có tuổi trung bình trên 80 ở New Zealand. Thưa quý vị và các bạn, tình hình an ninh tại Liban đang tiếp tục xấu đi. Các cuộc biểu tình dẫn đến đụng độ giữa những người phản đối chính phủ với lực lượng an ninh đã bước sang ngày thứ hai liên tiếp. Quân đội Liban đêm qua đã triển khai lực lượng tại thủ đô Beirut trong một nỗ lực nhằm lập lại an ninh. Nhiều xe quân sự và lực lượng vũ trang đã có mặt tại thủ đô Beirut sau khi những người biểu tình phóng hỏa và tìm cách phong tỏa các con đường dẫn đến tòa nhà quốc hội và phủ thủ tướng trong thành phố. Những người biểu tình quá khích đã ném gạch đá, chai lọ vào cảnh sát chống bạo động, buộc cảnh sát phải đáp trả bằng đạn hơi cay và vò rồng. Giới chức Liban cho biết, ít nhất 44 dân thường và 30 nhân viên cảnh sát đã bị thương trong các vụ đụng độ. Các cuộc biểu tình bùng phát sau khi chính phủ Liban đóng cửa bãi rác thải lớn nhất nước này, khiến rác tràn ngập trên đường phố thủ đô. Tình trạng ô nhiễm đã khiến người dân Liban phẫn nộ, đồng thời cáo buộc chính phủ vô trách nhiệm. Sau nghi lễ thượng cờ mở cửa lại đại sứ quán Anh ở thủ đô Teheran, Iran, đêm qua về Việt Nam, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond đã có cuộc hội đàm với Ngoại trưởng nước chủ nhà Mohammad Javad Zarif. Trong cuộc gặp này, lãnh đạo ngành ngoại giao Anh đã đánh giá cao vai trò của Iran trong khu vực. Phát biểu trong buổi họp báo chung với Ngoại trưởng Zarif, Ngoại trưởng Anh Philip Hammond nhấn mạnh, Iran là một cường quốc ở khu vực Trung Đông và có vai trò quan trọng trong việc tạo lập sự ổn định trong khu vực. Tôi hy vọng trong tương lai, Anh và Iran sẽ vượt qua sự suy giảm lòng tin vốn tồn tại từ bấy lâu giữa hai bên, tiến tới thiết lập mối quan hệ mang tính xây dựng hơn. Về phần mình, Ngoại trưởng Iran Mohammad Javad Zarif khẳng định, Iran sẵn sàng hợp tác với tất cả các quốc gia. Chúng tôi sẵn sàng đối đầu với mọi thách thức và ngược lại cũng tạo ra những cơ hội nhằm cải thiện cuộc sống cho tất cả người dân ở các nước trong khu vực. Hôm qua, Anh và Iran đã chính thức mở cửa lại đại sứ quán tại thủ đô mỗi nước sau gần 4 năm gián đoạn. Kể từ tháng 11 năm 2011, quan hệ ngoại giao giữa hai nước đã trở nên xấu đi sau khi một nhóm sinh viên Iran xông vào đại sứ quán Anh tại Tehran đập phá hạ cờ Anh để phản đối việc London áp đặt lệnh trừng phạt Iran. Tiếp tục thông tin liên quan đến cuộc điều tra về vụ xả súng trên chuyến tàu cao tốc Thalys trên hành trình từ thủ đô Amsterdam, Hà Lan tới thủ đô Paris, Pháp, làm 3 người bị thương hôm 21 tháng 8. Cơ quan chống khủng bố của Tây Ban Nha vừa cho biết, nghi phạm từng sống ở Algeciras, thành phố cảng miền Nam Tây Ban Nha trước khi đến Pháp vào năm ngoái. Theo nguồn tin trên, khi sống ở Tây Ban Nha, đối tượng xả súng từng buôn bán ma túy. Vào tháng 2 năm 2014, nghi phạm đã tham gia phong trào Hồi giáo cực đoan tại Tây Ban Nha. Hơn một năm sau, ngày 10 tháng 5 năm 2015, y có mặt tại Berlin, Đức. Từ đây, y đã đến Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Tên này cũng được cho là đã từng có thời gian sinh sống tại Bỉ và có thể đã đến Syria. Trước đó, chính quyền Pháp cho biết, nghi phạm được xác định tên là Ayyub El Khasani, 25 tuổi, người Maroc, có liên hệ với một phong trào Hồi giáo cực đoan. Trong cuộc thẩm vấn đầu tiên, tên này đã phủ nhận mọi ý định khủng bố và cho rằng chỉ muốn thực hiện một vụ cướp. Tuy nhiên, công tác điều tra cho thấy y có liên hệ với những phần tử Hồi giáo cực đoan. Hàng ngàn người di cư vừa khởi động lại hành trình tiến về phương Bắc đến Serbia sau khi Macedonia mở cửa trở lại biên giới với Hy Lạp. Không ít người di cư đã bị kẹt lại tại khu vực biên giới trong nhiều ngày qua sau khi Macedonia ban bố tình trạng khẩn cấp ở vùng biên giới phía nam giáp với Hy Lạp, đồng thời siết chặt hoạt động qua lại cửa khẩu và phong tỏa tuyến đường cao tốc nối giữa thủ đô hai nước. Đến hôm qua thì họ đã có thể đón xe lửa hay xe buýt để đến Serbia. Nguồn tin từ chính phủ Macedonia cho biết, từ giữa tháng 6 đến nay, khoảng 42.000 người di cư, trong đó có hơn 7.000 trẻ em đã tới nước này. Thời gian qua, hàng chục ngàn người di cư châu Phi từ các trại tiếp nhận của Hy Lạp đã tràn vào Macedonia, gây ra tình trạng hỗn loạn tại ga tàu quả ở thị trấn biên giới Gevgelija. Đặc biệt, trong những tuần lễ gần đây, mỗi ngày có tới 1.500 đến 2.000 người di cư từ Hy Lạp tràn qua biên giới Macedonia. Với hy vọng có thể di chuyển bằng đường bộ tới Serbia để nhập cư trái phép vào lãnh thổ các nước thành viên Liên minh châu Âu. Thông tin về cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên nhằm tìm giải pháp cho tình hình căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên sẽ mở đầu cụm tin vắn. Mời quý vị và các bạn theo dõi. Sau khi được nối lại vào chiều qua, cuộc đàm phán cấp cao giữa Hàn Quốc và Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều Tiên vẫn được tiếp tục cho đến sáng nay tại làng đình chiến Bàn Môn Điếm. Đây là ngày đàm phán thứ ba và cũng được cho là nỗ lực cuối cùng giữa hai nước nhằm tháo ngòi căng thẳng hiện nay trên bán đảo Triều Tiên. Hiện, chi tiết của cuộc đàm phán vẫn chưa được tiết lộ. Chiều qua, trong lúc ngày đàm phán thứ hai đang diễn ra, quân đội Hàn Quốc cho biết Triều Tiên đã tăng cường các đơn vị pháo binh ở biên giới và triển khai nhiều tàu ngầm. Người đứng đầu cơ quan về cổ vật của Syria, Mahmoud Abdul Karim cho biết, hôm qua, tổ chức tự xưng nhà nước Hồi giáo IS đã phá hủy ngôi đền cổ Baalshamin tại thành phố Bamira của nước này bằng một khối lượng lớn thuốc nổ. Baalshamin được xây dựng vào năm 17 sau Công nguyên và được mở rộng dưới sự trị vì của hoàng đế La Mã Hadrian vào năm 130 sau Công nguyên. Hiện ngôi đền nằm trong danh sách các di sản văn hóa thế giới của Tổ chức Văn hóa Khoa học Giáo dục của Liên Hiệp Quốc. Cảnh sát Malaysia vừa xác nhận đã tìm thấy các ngôi mộ tập thể chôn 24 người được cho là nạn nhân của bọn buôn người tại khu vực Bukit Wambuma gần biên giới với Thái Lan. Khu vực trên là điểm trung chuyển để những kẻ buôn người đưa người bằng thuyền từ Myanmar và Bangladesh sang Đông Nam Á. Khu vực tìm thấy các ngôi mộ tập thể cũng gần với địa điểm mà nhà chức trách Malaysia đã phát hiện hàng trăm thi thể bị vùi lấp ở các lán trại bất hợp pháp hồi tháng 5 vừa qua. Sau khi giảm điểm mạnh trong tuần qua, sáng nay mở cửa phiên giao dịch đầu tuần, chứng khoán Trung Quốc lại tiếp tục chứng kiến màn rơi điểm tự do do các nhà đầu tư lo ngại về tốc độ tăng trưởng chậm lại của nền kinh tế lớn thứ hai thế giới và sự biến động của nhiều thị trường. Theo đó, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, chỉ số chứng khoán chủ lực của Trung Quốc Shanghai Composite đã giảm mạnh 8,4% xuống còn 3.211,75 điểm. Trong tuần qua, chỉ số này đã giảm 12%. Như vậy, tính từ giữa tháng 6 đến nay, chứng khoán Trung Quốc đã giảm gần 40%. Theo đà sụt giảm mạnh của thị trường chứng khoán đại lục, sáng nay, chỉ số Hang Seng ở đặc khu hành chính Hồng Kông cũng giảm 4% xuống còn 21.523,57 điểm. Động thái trên diễn ra bất chấp nỗ lực mới nhất của chính phủ Trung Quốc nhằm ngăn chặn đà lao dốc của thị trường chứng khoán nước này. Cuối tuần qua, Trung Quốc cho biết đã lên kế hoạch cho phép quỹ hưu trí nhà nước chính lần đầu tiên được đầu tư vào thị trường chứng khoán. Theo quy định mới, các quỹ sẽ được phép đầu tư tới 30% giá trị tài sản ròng của các công ty có cổ phiếu đang niêm yết. Quỹ hưu trí chính của Trung Quốc hiện đang nắm giữ 3,5 ngàn tỷ nhân dân tệ, tương đương 548 tỷ đô la Mỹ. Sau khi quét qua Philippines khiến ít nhất 15 người thiệt mạng, bão Goni mang theo gió mạnh đang tiến về quần đảo Okinawa của Nhật Bản. Giới chức Nhật Bản đã khuyến cáo người dân ở khu vực phía Nam trong tình trạng cảnh giác cao độ do những diễn biến khó lường của bão. Cơ quan khí tượng Nhật Bản cho biết bão Goni đang di chuyển theo hướng Bắc với vận tốc 15 km/h và có sức gió tối đa 180 km/h. Bão Goni dự kiến sẽ quét qua quần đảo Sakishima và Ishigaki trong ngày hôm nay. Sáng nay, bão Goni cũng đã ảnh hưởng đến khu vực phía đông của vùng lãnh thổ Đài Loan. Nhà chức trách địa phương đã cho di tản hàng ngàn người đến nơi trú ẩn an toàn. Trước đó, tại Philippines, cơn bão này đã làm 15 người thiệt mạng, 11 người bị thương và 12 công nhân mỏ bị mất tích sau hàng loạt vụ sạt lở đất do mưa lũ. Sau 2 ngày càn quét miền Bắc Philippines, bão Goni cũng đã khiến gần 33.000 người tại 5 khu vực phải sơ tán. Nhiều ngôi nhà bị cô lập do cầu sập và nước lũ dâng cao. Nhiều chuyến bay cũng đã bị hủy. Ước tính thiệt hại có thể lên tới 2,7 triệu đô la Mỹ. Tuổi tác không bao giờ là rào cản để con người thực hiện niềm đam mê của mình. Và một nhóm nhảy hip-hop tại New Zealand mà chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn ngay sau đây là một minh chứng cụ thể. Nhóm nhảy gồm 22 người với thành viên trẻ nhất 68 tuổi và lớn nhất 96 tuổi, mang tên The Hip Operation Rule này, có chung niềm đam mê là âm nhạc và nhảy múa. Họ từng 2 lần tham gia tranh tài tại giải vô địch hip hop New Zealand, biểu diễn tại giải vô địch hip hop thế giới, phô diễn kỹ năng trước 14.000 khán giả ở vùng lãnh thổ Đài Loan, giữ kỷ lục Guinness thế giới là nhóm nhảy múa cao niên nhất hành tinh. Tất cả các thành viên trong nhóm nhảy đặc biệt này đều đang sống ở đảo Waiheke của New Zealand. Mặc dù ai nấy cũng bận rộn với cuộc sống riêng, nhưng họ vẫn tập luyện đều đặn mỗi tuần. Tuổi trung bình của nhóm là 81. Mặc dù tuổi cao và gặp phải các vấn đề về sức khỏe như viêm khớp, lãng trí, nhưng tất cả mọi người trong nhóm đều hăng say tập luyện. Năng động và thích giao lưu là những yếu tố chính khiến các thành viên trong nhóm ngày càng gắn kết với nhau hơn. Tôi lúc nào cũng thích tiếp xúc với người khác. Tôi giờ đã 95 tuổi rồi và sống một mình. Tôi không muốn suốt ngày cứ ngồi ủ rũ ở nhà. Đến đây tôi có thể nhảy múa. Hơn thế nữa, tôi có người để trò chuyện. Chúng tôi xem đây như gia đình lớn của mình vậy. Chương trình thời sự của Đài truyền hình Vĩnh Long trưa nay đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại.